đẹp trai đã là một lợi thế trong việc cưa gái. Quan trọng hơn nữa ấy, là cưa cẩm phải có chiến lược đàng hoàng. Con gái thì thường có ba loại. Loại thứ nhất, loại đơn giản nhất, những cô nàng mê trai đẹp, chỉ cần cười là cô ta sẽ đổ, không hề khó khăn. Loại thứ hai, những cô nàng kiêu kỳ tự cao, phải tỏ ra lạnh lùng để khiến cô ta cưa ngược lại mình. Loại thứ ba, những cô nàng cá tính đặc biệt. Loại này khó nhất, phải quan sát và phân tích, từ đó vạch ra chiến lược. Ví dụ với con gái song ngư, cần phải có 5 bước. Bước thứ nhất, phát ngôn gây sốc. Đây là em hả? Nhìn ngu ngu sao á? Ngu ngu một tí thì mới giống em chứ. Bước thứ hai, chia sẻ và đồng cảm. Tình yêu của bọn anh đẹp lắm, giống như giang tay đón gió giữa đại dương vậy. Bước thứ ba, tấn công dồn dập. Bằng cách nào? Bằng cách quan tâm em. Bước thứ tư, làm khoan cho đã. Nhân mã với song ngư có độ tương hợp thấp nhất trong tất cả các cung, cứ gặp là có chuyện hả? Mà có khi còn xui xẻo, nguy hiểm đến tính mạng nữa. Anh ấy sao? Thằng Huy nó bị sao hả? Nếu những chòm sao không thể đưa anh đến gần em, thì anh sẽ tự vẽ đường cho riêng mình. Mình cho nhau thêm một cơ hội nữa, được không? Làm gì mà không thể tìm lại, không thể gặp lại, không thể có nhau dù ta chưa từng. Sao ngực lại to này? Ngực to này đi mà dập mặt à? Ê, hình tượng nhân vật này là do mày nghĩ ra đó nha. Chính miệng mày nói, phim hài nhảm thì mới ăn khách, còn chuyện tranh ngực bự thì mới có người coi. Đúng rồi. Mình phải thay đổi suy nghĩ đấy.